Chào các anh chị nhá. Trong video này thì em giới thiệu đến các anh chị con Pina F14 hay còn là gọi là Pina F, màu xanh dương đổi màu, chạy full Shimano Antegra R8000. Con này là cực kỳ là đẹp luôn. Con này thì đồ quá chất. Con này nó có đặc biệt ấy, nó là cái cặp vành của nó là vành zip cao 5 phân, gọi là vành zig zag à. Cái cặp vành này là em phải thửa riêng cho cái khung này luôn. Tại vì khi bên em đặt cái lô khung này, cái khung màu xanh dương đổi màu này nó rất là đẹp ý. Là em phải thửa riêng cái cặp vành này để ráp con này cho nó đồng bộ. Con này là một con cực kỳ là độc luôn, gọi là comble đồng bộ luôn. Mà con này nó lại cũng có cái yên Siluro Plexi cao cấp, thủng lỗ thoáng khí, khí động học này. Và cái con này thì đang chạy khúc là Antegra R8000. Cái khúc này thì đối với về phần cơ thì gần như là cao nhất rồi và mọi người cực kỳ là thích rồi. Cái cối của nó em vừa đập nhẹ một chút là nó đã nổ rất là to. Mẫu Pina F này thì ở Việt Nam mình cực kỳ là ưa thích rồi. Và anh chị quan tâm giá của nó là bao nhiêu đúng không ạ? Giá của con này bây giờ nó chỉ có 40 triệu, hơn một xíu thôi các anh chị nhá. Riêng đối với xe Pina F 14 chạy đồ R7020 là phanh đĩa và R8000 Antegra này thì giá chỉ có hơn 40 triệu một tí xíu thôi nhá. Mức giá cực kỳ là không thể tưởng tượng được. Nếu mà cách đây một năm các anh chị dựng con này chắc nó cũng phải rơi vào gần 60 triệu. Nhưng mà bây giờ thì nó chỉ có hơn 40 triệu một xíu thôi. Còn đối với xe mà đồ 105 R7000 thì chưa đến 40 triệu đâu các anh chị nhá. Và cái xe R8020 tức là Antegra này, phanh đĩa này, bên em cũng có nhá. Hôm nay cũng dựng một bạn lên. Hôm nay dựng một xe cũng màu như thế này luôn. Các anh chị có thể là gọi điện cho bên em để lựa chọn màu size, vì bên em đủ màu đủ size cho mẫu Pina F này nhá. Và cực kỳ là đẹp luôn, đủ đồ. Đấy, con này thì để quay thì ai nhìn cũng thích luôn. Con này là một con dựng đồ thừa riêng. Thì đối với cái xe này bây giờ nó mã đẹp và cấu hình là rất là cao, giá thì không còn gì có thể tốt hơn được nữa rồi. Thì anh chị muốn mua xe này thì gọi điện cho số hotline bên em là 0989933958, hoặc là anh chị có thể đến cửa hàng xem trực tiếp tại số 222 Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội nhá. Thì anh chị sẽ lựa chọn được cho mình cái xe dựng. Bên em có đủ màu đủ size các anh chị nhá. Bây giờ có rất là nhiều màu đẹp luôn. Em sẽ quay dần lên cho các anh chị xem. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vip.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi. Hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký kênh và sẽ ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Thank you.